Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Thượng Thư Đại Nhân. Biến, của tác giả Tô Áng. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Thượng Thư Đại Nhân, Biến, Tô Áng. mươi 21, ta là Liên Dụ. Liên các lão bên này đang hào hứng. Bên kia phương chính cũng vừa đến mính tính trai. Theo như lời mật thám, khí độ và tướng mạo của Liên Dụ rất không tầm thường. Trước kia chưa gặp liên dụ bao giờ, Phương Trinh nghĩ có lẽ hắn phải như Trần Tử. Nam tử 27 tuổi, ở trong chiều lăn lộn nhiều năm, hoặc là hắn thâm trầm nội liễm không ai dám thân cận, hoặc là dáng vẻ của hắn khiến người ta sợ phát rét. Tóm lại là năm tháng phải để lại khá nhiều dấu ấn trên khuôn mặt đó. Nhưng mà khuôn mặt liên dụ lại rất trẻ, không phải là kiểu như hài tử nhưng mà trẻ hơn những người cùng tuổi. Phong độ thì khỏi phải nghi ngờ, nhất là đôi mắt sắc bén mà sâu thâm thúy kia, còn có phần không biết điều. Nhìn qua đúng là không giống quan nhân. Ông nghĩ đến lời đồn về gia thế của hắn trên phố rồi âm thầm cân nhắc, chẳng lẽ người này không có bản lĩnh, chỉ dựa vào ông nội để hoành hành ngang ngược trong chiều như thế. Bước chân vẫn không ngừng lại, ông còn nói tiểu nhị bưng tới một bình rượu ngon, rồi thử thăm dò hỏi. Xin hỏi vị gia này, tại hạ có thể dùng chung một cái bàn được không? đại sảnh kín người, dùng chung một bàn cũng là chuyện phổ biến. Trong lòng Phương Chính cũng tính toán hắn không muốn liên dụ biết mục đích mình tới tìm hắn, trước phải giả vờ dạo đầu, giống như vô tình tránh cho đối phương phiền chán. Không nghĩ Liên các lão lại rất thản nhiên, mắt ngước lên nhìn, lại gắp một viên hạt sen bọc đường. Ta là Liên dụ. Sau khi tự giới thiệu, hắn cũng không chờ Phương Chính nói gì, tự rót cho mình một ly rượu ngon vào bụng muốn ghép bàn thì gọi thêm món ăn đi đột nhiên phương chính không hiểu đầu óc mịt mờ chỉ có thể vội gật đầu đâu biết mình đã tự lộ ra vẻ nô tài khúm núm như muốn xin sỏ gì đó còn chưa nói thẳng đã tự thú nhận mình vì hắn mới đến sau lúc đầu hoảng loạn chân lại nhanh hơn đầu chạy vội đến quầy gọi thêm vài món ăn liên các lão đối với mấy món ăn cũng không tính là bắt bẻ không có đồ ngon nhắm rượu cũng không sao cả nhưng mà phương chính hôm nay đến đây là muốn cầu cạnh hắn chưa mở miệng thì hắn cũng chẳng nói gì. Đương nhiên hắn cũng là nhận ra phương chính, ngày ấy ở Ngọc Trần Phụng Nguyền nhận bạc của hắn, hắn đương nhiên biết rõ người mua là ai. Nam nhân mập mạp trước mặt, không phải béo, chỉ là mập. Nụ cười trên mặt nịnh nọt quanh năm, cũng có mấy phần phú quý, cái cầm run run bị buộc trong cổ áo màu tím, là điển hình của người trung niên quanh năm tử sắc quá độ. Hắn xem xét một lúc, đột nhiên lại thấy nương của phương uyển chi mới thật sự là thật là cổ cải trắng bị con lợn trước mặt phây quanh đến lúc sinh cũng sinh ra một phương uyển chi đầu óc không được tốt cũng may trời nhìn được không để cho nàng giống tướng mạo cha mình hắn duỗi tay ra ý bảo phương chính ngồi xuống hời hợt nói thế nhân đều nói làm quan là công việc vô cùng béo bở người ta đâu có biết bổng lộc của chúng ta một năm chỉ đủ ấm no hôm nay ngẫu nhiên gặp phương lão bản may mà có thể ăn một bữa ngon rồi. Trên mặt là nụ cười cười hết sức hiền hòa, nhưng cũng khá là tùy ý, làm cho người ta cảm thấy không có khoảng cách. Trong lòng Phương Chính giật nảy mình, hắn ta biết mình, khuôn mặt mập mạp cũng vui vẻ rạng rỡ lên. Các lão nói đùa, mọi người đều biết lạc đà chết gầy còn hơn ngựa béo mà. Tiểu lão có ít bạc trong mắt ngài còn không bằng lông con trâu nữa. Liên dụ cũng cười theo lạc đà chết gầy đúng là hơn ngựa béo nhưng mà lạc đà chỉ có da bọc xương ăn không ngon bằng ngựa đâu phương lão bản cảm thấy ta nói đúng không đúng con khỉ nhưng mà không đúng cũng phải nói là đúng phương chính khóc không ra nước mắt lời đến miệng cũng không mở mồm được cánh tay mập mập vươn ra rót cho liên dụ một ly các lão nói phải chỉ là ngài ăn lương thực cũng quý hơn chúng ta tuy không sung túc nhưng cũng đủ dùng đâu giống như dân thường bọn ta, bữa đói bữa no, gặp tam tai lục hỏa thì đói chết cũng không biết chừng. Nói như vậy, trong mắt cũng tràn đầy thê lương. Liên rủ tự mình gắp một miếng da gà vào trong chén hắn, thể hiện vẻ đồng tình, vừa ý bảo hắn dùng bữa, vừa gật đầu nói. Có ăn hay không khi thải ra cũng giống nhau cả thôi. Có người ăn ngon đi ra ngoài cũng bằng 3 năm người. Có người ăn không đủ no cũng đi ngoài bằng 6-7 người, đây đều là mệnh số ông có thể thông cảm ta không sung túc, ta vô cùng vui vẻ, có thể thấy được ông cũng hiểu lòng của ta. Miếng da gà mắc ngay cổ họng phương chính, tự nhiên hắn lại ngửi thấy mùi vị phân gà. Khuôn mặt đỏ bừng lên, không thể tin được mấy lời này lại từ một quan văn nhị phẩm. Trạng Nguyên Đại Yển năm 22 tuổi, là môn sinh đắc ý nhất của lục thái phó dạy thái tử, vậy mà có thể nói thế à? Đoán chừng lục lão tiên sinh nghe được cũng bị hắn làm thức chết người trước mặt không nói gì nhưng lại giống như chuyện gì cũng đã nói hết. Phương Chính hiểu liên dụ không dễ đối phó, con mắt híp lại đảo một vòng, trực tiếp quỳ xuống đất, không dám vòng quanh nữa. nước mắt lưng chồng nói: các lão uyên bác từ trước đến nay đều ở cảnh giới cao hơn phàm phu tục tử chúng ta, Tầm ngài như gương sáng, tất nhiên cũng biết tiểu nhân vì chuyện quan lương mấy ngày trước mà đến, chúng ta vốn chỉ mua bán nhỏ, có lời lãi gì, giờ ngay cả tôi tớ trong phủ cũng không nuôi nổi ngài mở chút ân đức, giúp lão với. Ồ, những lời này có vẻ giống với cha ruột của Phương Uyển Chi rồi. Nước mắt cứ như từ miệng giếng chảy ra, vô cùng dễ dàng. Liên dụ tò mò cúi người tới gần ông, lặng lặng quan sát thật kỹ. Ông còn đầy tớ à, rồi sau đó lại cười cười. Thực hâm mộ ông đấy, trong phủ của chúng ta chỉ có ta và bì bì. Bây giờ nô tài cũng tăng giá rồi, người bình thường không dám nuôi đâu nói xong cũng không gọi lão đứng lên mình lại gắp một miếng cá vừa ăn vừa nhìn ngẫm không gạt ông hậu viện của ta cũng đói rồi lần này nước mắt của phương chính không cách nào chảy được ở kinh giao liên dụ có bao nhiêu điền sản người ngốc cũng biết trên một trên hai ra cửa là có kiệu tám người một bộ áo gấm vóc mà hắn có thể đâm đầy lỗ thủng thêm vài miếng vá mà dám bảo mình không có tiền quan viên tam tình lục bộ thượng kinh nhiều như vậy ai dám nói dư giả hơn liên dụ không? Nhưng những lời này ông nào dám nói ra khỏi miệng, lại không nghĩ ra gì nói tiếp. Chỉ có thể khum hai tay lại không ngừng thở dài, xong lại làm tư thế quỷ không dậy nổi. Phải nói Phương Chính làm chuyện này đúng là cực kỳ xui xẻo, cũng không có ai để trông cậy, chỉ có thể dựa vào lòng từ bi của liên dụ. Chuyện này phải nói ngọn nguồn là từ lúc ông mang Phương Uyển Chi đến dự hoàng tiệc lần đó. Hoàng thất đại yên thượng võ tu văn, thánh tổ lưu hành đế chiếm được thiên hạ từ lưng ngựa. Từ trước đến nay con cháu đời sau ai cũng được dạy dỗ phải giữ thân thể cường tráng. Lưu hành đế là một vị hoàng đế lỗ mãng khi thương nhân địa phương không chịu cử binh giúp đỡ, ông dựa vào nhẫn tâm mới đoạt được thiên hạ, sau khi kiến quốc còn thẳng tay chém hơn 10 thương nhân, hàng năm vẫn trọng nông ức thương, quân chủ nhiều đời về sau đều không thích thương nhân như thế. Thời gian trước Lưu Nguyên Đế có gọi mấy thương nhân lương thực vào cung, quả thực khiến họ mừng thầm một phen, cứ nghĩ triều đình đã bắt đầu coi trọng thương nhân bọn họ rồi. Thực tế hôm đó Lưu Nguyên Đế và Thái Hậu bày ra vẻ vui cười khoan dung tuyển vài nữ tử nhà thương nhân vào tiến cung thị quân. Nhưng mà thực tâm là muốn lương thực sung túc trong tay bọn họ. Cuộc chiến lưu cầu là trận đánh lâu dài, phải chuẩn bị tư thế đánh giặc. Lộc Sương Hầu nhạc thâm muốn dẫn binh xuất trinh, cái gọi là lương thảo đại chiến đi trước, đương nhiên phải có dự trữ. Triều đình lấy lương thảo, đương nhiên phải cấp cho thương nhân chốt lời, đáng tiếc Lưu Nguyên Đế ngay cả chốt lãi cũng không cho, còn muốn cung lương miễn phí. Lưu Nguyên Đế nói, các ngươi đều là con dân của chấm, chấm vẫn luôn là ghi nhớ, hiện thời quan ngoại bất ổn, các ngươi phải có nghĩa vụ quyên lương. Chấm cũng sẽ không để các ngươi chịu thiệt, sau khi quyên lương thực, mỗi 10 gánh sẽ cho các ngươi 30 lượng bạc trợ cấp. Trong lòng các thương nhân đều hiểu, đây là cuộc mua bán lỗ vốn, mấy năm nay mưa nắng không tốt, Lương thực dư được ít đến đáng thương. Mười gánh ba mươi lượng, không đủ một nửa vốn. Chỉ là lời này không ai dám nói, quân chủ muốn họ quên lương miễn phí, không muốn quên mà được à. Phương chính lại cảm thấy đây là cơ hội lấy lòng vô hiếm có. Ông là phú thương bán lương thực, trong kinh thành ông gọi một câu mà không có lương thực, người khác có khi đã chết đói rồi. ỉ mình còn chút tồn kho, cho nên ông đứng ra nói câu mô hoàng vạn tuế lại biểu đạt thêm ý trung thành tận tụy đến chết mới thôi. Hoàng đế hôm đó cười vui vẻ, mặc dù không thu nhận khuê nữ của ông nhưng cũng tán dương ông vài câu, còn thường vật phẩm hoàng gia hoàng mã quái. Phương chính mặc hoàng mã quái cũng vô cùng vui vẻ, đi trong thương hội có thư kia cũng thấy mình cao ngạo hẳn, như thể rát vàng lên mặt. Chỉ là cũng không lâu sau, ông không cười nổi nữa. Bởi vì lúc trước đã nói mười gánh lương thực, Vậy mà đến lúc thu lương lại đổi thành trăm gánh. Quan Thu lương cướp sạch khiến ông không còn chút lương nào, thu cho đã mới đưa hoàng mã quái. Trước kia hắn nghĩ đó là hoàng ân, giờ lại siết đến mức hắn không thở nổi. Phương Chính buồn bực cả ngày cơm nuốt không trôi, lại không dám chạy tới đối chất với hoàng thượng, hỏi ngài có phải thánh chỉ viết sai không. Nhưng ông đâu có gan làm chuyện đó, hoàng cung cũng không phải tùy tiện muốn vào là vào được. Ông biết mình bị lừa rồi ngoại trừ cả đêm mất ngủ, biện pháp duy nhất cũng chỉ là đi tìm hộ bộ khóc than, hy vọng nơi đó gần vua, có thể xin phát thêm cho hắn chút bạc tiếp tế, nếu được 2.100 lượng thì cũng không đến mức thiệt thòi. Tuy phương chính mặt mập thịt béo, nhưng cũng rất có đầu óc. Ông biết rõ hộ bộ là đại nha môn, đợi đến khi được duyệt thì thà chạy thẳng đi tìm liên dụ. Không nghĩ vị thượng thư đại nhân này trăm công nghìn việc cũng không có ở đây, tiểu quan quản sự bị hỏi đến phiền, nói, đại nhân chúng ta ngày thường vô cùng bận rộn, hôm nay thời tiết vừa vặn, ai biết lại đi đâu chơi bời rồi. Còn nữa, khuyên ông một câu, có thể ông nghĩ đại nhân chúng ta kiếm được lời, nhưng từ lúc ta vào hộ bộ đến nay thì chưa từng thấy qua đâu. Phương Chính chỉ xem mấy lời này là qua loa tắc trách, giờ phải gặp được liên dụ mới là đúng đắn. Liên dụ sớm cũng biết người này làm vậy là vì sao. Người càng lúc càng đông, hắn cũng không thể nhẫn nại ngồi nghe ông than khóc phương chính tuyển mật thám, trả 10 phần thì liên dụ chiếm 9, người này vốn không lợi không làm mà. Sao có thể có người biết rõ hành tung của hắn được, nếu thế hắn đừng lăn lộn trong kinh thành nữa, đi tới đất phong với ông nội cho rồi. Liên đại nhân bên này đặt đũa xuống, có vẻ ăn no rồi. Thông thả ung dung lấy khăn lau khóe miệng rồi nói với phương chính, ta thật sự nghèo kiết sắc mà, hộ bộ giàu có, thì cũng là trong khố bạc của thánh thượng. Phương lão bản là người biết chuyện, không cần ta nói ông cũng hiểu, chuyện như vậy ta không thể quản, ông phải xin thánh thượng đi. Thánh thượng nói đưa bạc, vậy ta là sẽ không hai lời. Nói xong thì phủi phủi tay áo đứng lên, hắn sờ sờ cái gáy của phương chính, thấy tròn vo, đúng loại coi tiền như rác. Vừa đi vừa dặn dò bì bì, nhớ gói đồ ăn lại. Thượng thư đại nhân, biến, tô áng. chương 22, con la, con ngựa, con lừa. Thông thường, người liên dụ đã gặp, trong ấn tượng của hắn sẽ lưu lại trạng thái họ nghẹn hỏng chân chối, á khẩu không cách nào trả lời được. Bởi vì những người này đến để van cầu hắn, hoặc nhiều hoặc ít đều dựa trên ham muốn tiền tài, mà liên các lão lại không muốn phải tiêu bạc bên ngoài. Lần đó phương chính gặp liên dụ khá là vội vã, nhưng lại khiến ông tinh hãi không thôi. Người này không dở dòng, không kinh kiệu, cũng không phải bày ra vẻ nham hiểm. Nhưng mà từng câu từng chữ không có chút dư thừa. Phương Chính nghĩ nhiều ngày cũng không nghĩ ra được, mình lăn lội trên thương trường bao năm, gặp qua không ít đại quan. Sao trước mặt tên hậu sinh liên dụ này cái miệng láo cá thường ngày lại không mở ra được. Ngồi trong thư phòng, ông vừa nhíu lông mày vừa nhớ lại đoạn đối thoại giữa hai người từng tí một, cuối cùng cũng hiểu. Vì Liên dụ không biết xấu hổ. Mặt còn dày hơn tất cả quan viên đại yển nữa kia hắn chiếm hơn phân nửa điền sản ở kinh giao, cộng thêm việc buôn muối đường lưỡng quảng thế mà giá mặc quan bào đầy lỗ vá. Hắn nói hắn nghèo kiết xác, nghèo đến mức không nuôi nổi nô tài, đến mức khi tới tiệm ăn cũng phải ăn nhờ người khác. Đúng là không biết xấu hổ, nhưng mà lại khiến người khác không thể nói được câu nào. Phương chính hậm hực rất nhiều ngày, không ngờ hôm đó đến vạn lại thôn bàn bạc làm ăn, lại gặp khuê nữ nhà mình ngồi cùng bàn với liên thượng thư trong quán đó hắn còn nhớ, trước khi xuất môn Phương Uyển Chi nói là hẹn đi vẽ tranh với Lan Khanh Công Tử. Hắn cũng không thấy có gì không được, chỉ là giờ ngẫm lại, hắn nghĩ tốt nhất Phương Uyển Chi đừng quay về nữa. Nếu như có thể đưa nữ nhi đến chỗ liên dụ một cô gia như vậy, hắn còn cần phải đi đòi triều đình 2.100 lượng bạc nữa sao? Sau khi Phương Uyển Chi về nhà, sắc trời còn sớm. Nàng nhanh nhẹn vụt về phủ, bước chân cực kỳ nhẹ nhàng lúc rời ngọc trần phụng uyển nàng còn đánh vương thủ tài một trận nguyên nhân là do con mèo này cào tay nàng chỉ vì nàng chưởng nó lan Khanh cứ như che chở cho con ruột nhưng sư thật máu chảy đầm đìa trước mắt thì hắn đâu thể nói được gì cách một tấm cửa gỗ hắn giáo giác nhíu mày nhìn vào trong phòng nói với phương uyển chi vừa sách vương thủ tài vào nhà gia pháp cô nhẹ tay chút đi giáo huấn tùy tiện là được rồi nó còn nhỏ mà Phương Uyển Chi vỗ bạch bạch trên mông vương thủ tài hai cái. Nàng cũng biết nó còn nhỏ, cũng đâu có dùng sức đánh. Chỉ là khi nhìn bộ dạng này của Lan Khanh, tự nhiên lại thấy cực kỳ thú vị. Lúc thanh liễu chạy tới truyền lời gọi của Phương Chính, Phương Nguyễn Chi vẫn còn mặc đồ nam trang lúc sáng. Nàng nghe vậy thì hét to một tiếng, vội vàng chạy té khói về phòng thay đồ. Bình thường Phương Chính rất ít khi tìm nàng, cũng không thăm hỏi gì tới cuộc sống của nàng vậy mà giờ đột nhiên cho gọi, khiến nàng thấy vô cùng kỳ quái. Thần tài trong thư phòng không biết từ khi nào được đổi thành hoàng mã quái lấp lánh kim quang. Nàng còn nhớ hoàng tiệc hôm đó thánh thượng đã ban thưởng cho, số đo rất nhỏ, cha nàng không chui lọt phần vai và cái bụng béo tròn, ngày ngày ông kìm nén hóp bụng cố gắng mặc lên người. Thời gian gần đây không biết tại sao không mặc nữa, Phương Uyển Chi cũng lười quan tâm. Phương gia trong giới thương nhân cũng xem như xương vương xương bá, hậu viện của Phương Chính không kể nương đã mất của nàng và Lô Thúy Hoa, thì còn thất phòng tiểu thiếp. Cha của nàng không tính là hoa tâm, từ năm 30 tuổi đến 50 tuổi thì chỉ thích những cô nương 18 mà thôi. Các di si nương trong nhà đều là các cô gái còn trẻ. Hải tử sinh ra lại không nhiều, chỉ có hai ca ca ngồi ăn chờ chết và ba thư nữ từ hai phòng thiếp thất. Theo như Phương Chính nói, mấy người này tướng mạo cũng được, sinh con xong thì đưa cho ít tiền bồi dưỡng. Tuy là nói vậy nhưng số tiền bồi dưỡng kia cũng vô cùng tốt, bởi vì nếu như bán tốt thì vụ mua bán cũng có giá trị cực kỳ xa xỉ. Trong số con cái, Phương Uyển Chi là xinh đẹp nhất, địa vị cũng cao hơn các đệ muội khác. Nhưng cũng chỉ nhiêu đó mà thôi, tạm xem là không tệ. Trong thư phòng, Phương Chính ngồi trên ghế tựa, khuôn mặt béo thịt trông thấy rõ, bộ dạng tươi cười bóng lộn hiếm thấy. Hắn đưa tay ý bảo Phương Uyển Chi ngồi xuống đầu tiên là thăm hỏi gần đây đọc sách gì có muốn đặt mua gì không sau một vòng thật lớn thì vờ như lơ đãng hỏi cha còn nhớ hôm nay con phải đi ngọc trần phụng uyển vẽ tranh mà con có biết vị lan khanh công tử kia là người phương nào không phương uyển chi sững sờ một lát kỳ thật nàng không hề để ý đến thân phận của lan khanh nhưng ý tứ của phương chính rõ ràng như vậy nàng cũng không phải phí sức phỏng đoán ngoan ngoãn chờ câu tiếp theo của ông Phương Chính biết Phương Uyển Chi thông minh, nhưng có khi lại quá phòng bị, không giống với mấy đứa con của Lục Phòng thấy phòng sinh ra, trong lòng cũng có thêm phần yêu thích. Ông vuốt chén trà sứ men xanh thủy Hồ, nói với Phương Uyển Chi. Làn khanh chính là liên dụ, quan nhị phẩm đương triều, thượng thư hộ bộ. Ngày thường con hay đi chơi với các tiểu thư nhà quan gia, chắc là biết rõ. Lão gia nhà họ là người được phong vương khác họ duy nhất từ khi đại hiển khai quốc đến nay. Phương Chính nói xong thì nhìn sắc mặt Phương Uyển Chi, thấy không thay đổi gì thì nói tiếp. Mấy ngày trước phụ thân gặp vài chuyện phiền toái, kho lương thực căng thẳng, khá khó khăn. Nhưng những chuyện này con không phải quan tâm, hôm nay ta thấy con ngồi nói chuyện với Liên đại nhân, nhìn cũng biết là con lọt vào mắt hắn rồi, sau này phải cẩn thận hầu hạ. Chỗ cha có mấy món đồ cổ, con lấy về đi, phải hiếu kính thế nào, chắc không cần ta dạy chứ. Phương Uyển Chi gật đầu nhẹ. Phương Chính cảm thấy khuê nữ nhà mình đúng là không tệ, trước kia sao không thấy nó hiền lành nhã nhận vậy chứ. Đang muốn phất tay bảo nô tài bên cạnh mang mấy món đồ đến phòng nàng, thì nghe nàng hỏi một câu. Cha, ý cha là muốn con bồi ngủ hắn sao? Phương Chính vội vàng đuổi mấy tên nô tài trong phòng đi, chừng mắt hồi lâu. Đang muốn mở miệng trách cứ thì ngẫm lại thấy lời mình nói đúng là có ý tứ này. Phương Chính đúng là tính toán tiếp cận liên dụ nhưng giờ lại muốn để phương uyển chi làm hôm đó thiết xuân hoa hắn thấy liên dụ có cảm tình với phương uyển chi mà liên dụ là ai ông tính toán người khác hắn còn tính toán hơn ông nếu cứ thế không phải biến lợn lành thành lợn què sao phương uyển chi vuốt lên mặt bàn cổ cha thân phận người ta như thế nào chứ chúng ta thì sao la và ngựa có thể chung một chuồng không có nghĩa là lừa cũng được tham gia náo nhiệt cha hay dạy nữ nhi phải hiểu môn đăng hộ đối phân phân liên các lão như vậy, sao mà ngủ được. Phương chính nhìn khuê nữ nhà mình thản nhiên như không, không hiểu sao lại nhớ đến câu hôm đó lên dụ nói ăn hay không thì thải ra ngoài cũng cùng một dạng thôi, một lần nữa bị chặn hỏng không nói nên lời. Ta đã ép con ngủ bao giờ chưa? Con là cô nương, nói chuyện lại không biết xấu hổ, không biết Lô Thúy Hoa dạy dỗ con kiểu gì. Giờ ôm mấy thứ này ra ngoài cho ta, không đưa được đồ thì khỏi phải về rốt cục ai là cha nó đây? Liên dụ ông không có cách với hắn, giờ khuê nữ của mình ông cũng không quản được sao, phương phủ này muốn lật trời rồi à? Ôi chao! Phương đại cô nương đồng ý vô cùng thoải mái, vừa sai bảo nha hoàn đến cầm đồ, vừa vỗ vỗ bả vai phương chính nói, sao lại giận thế nhỉ? Mấy ngày trước lưu bá bá ở bên nhà vì tức giận mà chết đó. Phương chính thấy mình không chịu nổi rồi. Hắn dùng tay đẩy cái chán của Phương Uyển Chi, hận không thể đâm thành một lỗ. Mai bắt đầu đi, mang theo Thanh Trúc đến Ngọc Trần Phụng Nguyền, nếu không làm theo lời ta dặn thì con cẩn thận đó cho ta. Phương gia nuôi nhiều năm như vậy không phải để con ăn cơm mềm, nếu dám chọc giận các lão, cẩn thận ra con đó. Phương đại cô nương không thể không gật đầu một cái, cũng không thấy người cha ruột trước mặt mình trở nên dữ tợn. 20 năm nay đều vậy cả mà, nàng cũng quen rồi. Thượng thư đại nhân, biến. Tô Áng chương 23, Thỉnh An Liên Đại Nhân Nhà hoàn ôm tầng tầng lớp lớn đồ cổ chất đống trong một góc khuê phòng, Phương Uyển Chi ngồi rất lâu không mở miệng. Thân phận của Lan Khanh quả thật làm cho nàng khiếp sợ. Đầu óc của nàng không tệ, cũng đoán được thân phận phi phú tức quý sau lưng hắn, nhưng không ngờ lại cao quý đến vậy. Về phần tính toán của Phương Chính, là cha ruột của nàng, nàng có thể không biết ông đang tính kế gì sao? Phương Uyển Chi cảm thấy, cha nàng đề cao nàng quá rồi. Thân phận Lan Khanh như vậy, quý nữ vương hầu chưa chắc đã cho hầu hạ, huống hồ là nàng. Lần trước khi Trần Vương lưu lễ đến, hiển nhiên là cũng có ý đưa vài phòng thiếp thất tặng cho hắn. Mà ngay cả Trần Vương Lan Khanh còn từ chối, sao cần để ý đến nữ nhi thương nhân. Còn nữa, hình như hắn đã có chính thất phu nhân, lại còn khá hung dữ, có lẽ nàng ta hay khóc lóc om sòm như vậy, cho nên hắn mới không cưới nữa lại nghĩ đến mấy lời đồn đại về liên lão các trên phố, nàng tặc lưỡi. Tính tình đó có vẻ không giống với hắn, một vị quan tham ô, sao có thể là người buộc dây trên cổ vương thủ tài để ngắm, cuối cùng mèo chạy mất mình lại ngồi ngốc cả buổi chiều. Đầu phương uyển chi giờ như một đống bùn nhão nhuét, đầy những suy nghĩ rối loạn. Không cách nào làm rõ được, nhưng mà làm rõ rồi thì sao? Nàng có quan hệ gì với Lan Khanh đâu, cùng lắm thì khá hơn khách qua đường một chút, cũng không phải sẽ dính vào nhau liên tục. Thắp ngọn đèn trước bàn đọc sách, Thanh Liễu cầm lấy nửa cuốn thoại bản mà nàng cố công lôi từ đống lửa ra, vừa ngáp vừa lật từng tờ. Phương Uyển Chi nhìn nàng một lát, chẳng nản nói, mai lại xem, buổi tối đọc hư mắt. Toàn là chuyện tài tử gia nhân không đâu, trong thiên hạ sao có nhiều chuyện về phú gia công tử và nha đầu nghèo như vậy được. Mắt Thanh Liễu đã hồng hết lên, nhưng vẫn không từ bỏ ý định, tiếp tục lật thêm trang nữa, giọng buồn ngủ nói, nhìn xem hai chương cuối đã. Tiểu thư, tình yêu thực ra như dẫm phân chó vậy, cứ vô tình dẫm phải, ai mà biết mình có gặp may được hay không? Hiếm khi Phương Uyển chi nghe nàng ấy nói được mấy lời nho nhã mà nội hàm thô tục đến thế, mà vậy mới giống phong cách của thanh liễu, nàng cuốn chăn ngã xuống giường. Không muốn ta đốt luôn nửa quyền kia thì ngoan ngoãn đi ngủ đi. Dẫm phân chó. Phân chó tốt lắm sao mà phải dẫm. Phương Uyển Chi vẫn luôn là người vô cùng dễ ngủ, mà người dễ ngủ đều có một bệnh chung, đó là không tim không phổi, ít khi để tâm vào mấy chuyện vụn vặt. Cho nên sau một đêm ngủ say, Phương Đại Cô nương tâm tình thật tốt dẫn theo nha hoàn giám thị Thanh Trúc mà Phương Chính đưa đến ra ngoài, vui cười như cũ. Trong chiếc xe ngựa đông đưa, Thanh Trúc sợ đến trắng xanh mặt mày. Kể từ khi bò lên giường Phương Chính, có lẽ lâu rồi nàng ta không được ngồi chiếc xe nào đơn sơ đến vậy. Phương Nguyễn Chi đưa tay thay nàng lau mồ hôi, thuận tiện lấy món đồ mà Phương Chính đưa đang được nàng ta ôm chặt. Là một cái chén đất bể, bên ngoài nhìn thì khá cổ, nhưng cũng không đẹp lắm. Nghe đầu Phương Chính nói giá tiền món này không ít hơn 10 vạn lượng. Cả đường đi nàng cứ nhìn nó mỉm cười, cảm giác như mình là một tên ăn mày chạy tới Ngọc Trần Phụng Nguyễn, tứ chi kiện toàn mà vẫn phải cười cười mong đối phương bố thí. Lần trước Lan Khanh còn cười nàng, xin cơm sao không mang chén giờ nàng cầm chén đến, không biết hắn có thể như trước kia, tiếp tục trêu chọc nàng nữa không. Ngày xuân nắng ấm vô cùng thoải mái, khi Phương Uyển Chi bước vào, Lan Khanh còn đang ôm vương thủ tài phơi nắng trong viện. Cái sập tinh xào kia có vẻ vừa được mang tới hôm nay, một người một mèo làm ổ, cái thần thái bại hoại kia cũng giống nhau như đúc. Chắc là còn nhớ rõ cái đánh hôm qua, vương thủ tài làm như không muốn gặp Phương Uyển Chi, hai móng mèo đưa lên che đầu, quay lại đối mặt với Lan Khanh, lại cho nàng một cái mông nục nịch và cái đuôi nhúc nhích, rõ ràng là vô cùng bất mãn với mình. Với tất cả đức hạnh của Vương Thủ Tài, Lan Khanh đều thích, hắn đưa tay vuốt ve lưng nó rồi cười vui vẻ với Phương Uyển Chi, trên đầu còn đeo cây châm bạch ngọc hôm qua nàng tặng. Vô cùng hả hê nói, không chào đón cô kìa. Sao không vào đi, đứng được ở cửa làm gì? Lúc này Phương Uyển Chi mới phát hiện mình đứng trước cửa hồi lâu. Nàng thoáng giật mình, đột nhiên không biết phải dùng vẻ mặt gì khi đối diện với Lan Khanh, hoặc là nói phải dùng vẻ mặt nào hầu hạ hắn. Thanh Trúc bên cạnh liên tục ho khan vài tiếng, nàng cười quay đầu nhìn nha hoàn kia một cái, chọc chọc vào cổ nàng hỏi, ho gà à. Nàng làm theo những điều phương chính dặn, không có nghĩa là nàng đồng tình với ông, cũng không có nghĩa là phải coi sắc mặt một nha đầu bò lên giường chủ tử. Sắc mặt Thanh Trúc trở nên khó coi, Phương Uyển Chi cũng không tốt hơn là bao có một số việc không như nàng mong muốn, nhưng nàng muốn sống, thì phải trả cho phương phủ, trả miếng cơm kia cho cha nàng. Liên dụ là tinh trong đám người, không cần nói gì, chỉ nhìn bát sứ trong tay nàng là hiểu rõ. Hắn ôm vương thủ tài ngồi dậy, cha cô bảo cô đưa tới. Không phải là câu hỏi. a à, Phương Uyển chi cầm chén sứ đi về phía trước hai bước, đến gần bên cạnh Lan Khanh, trên mặt bầy ra dáng vẻ tươi cười nịnh bợ thỉnh an liên đại nhân vài ngày trước tiểu nữ không biết thân phận của ngài nên đã nói lời mạo phạm trong lòng thực sự rất băn khoăn ngài kiến thức rộng có thể bỏ qua cho nha đầu không biết lễ nghi đừng chấp nhất với ta nhé chút lễ vật này là gia phụ cố ý bảo ta mang tới bồi tội biểu lộ chút kinh ý mong ngài nhận cho những lời này trên đường đi nàng đã luyện vô số lần cực kỳ nhuần nhuyễn nhưng khi nói ra nàng vẫn thấy trong lòng không thoải mái thực sự rất không thoải mái phương uyển chi thấy lan khanh nhíu mi không nói lấy cũng không từ chối cứ để nàng bưng như vậy lặng lặng quan sát nàng như nô tài vẻ mặt ấy không có chút giận vui có lẽ có trào phúng nhưng không biểu hiện ra ngoài giữ lại nuôi mèo đi hắn cong khóe miệng lên lúc đi qua người nàng ngay cả một ánh mắt cũng không nhìn đến sau khi vẽ tranh hai người đều không nói thêm gì nữa lan khanh không nói Phương Uyển Chi cũng không biết nên tán gẫu với quan lớn triều đình cái gì. Bát Quái ở Vạn Lại thôn đã nói xong, nàng nghĩ hắn cũng không muốn nghe, nàng cũng không có gan nói tiếp. Nàng phải thừa nhận, cho dù mình không tim không phổi, nhưng từ sau khi biết thân phận Lan Khanh như thế, nàng cũng không thể qua lại bình thường, không biết lớn nhỏ như trước kia nữa rồi. Thượng thư đại nhân, biến. Tô Áng. Chương 24: Phương Uyển Chi làm bằng sắt. Sau hôm đó, khi xe Ngọc Trần Phụng Uyển đến đón Phương Uyển Chi, Phương Chính lại bảo nàng mang rất nhiều đồ cổ, giá trị xa xỉ, vô cùng quý báu sang trọng, trồng chất dưới mái hiên của căn nhà tranh, bị gió xuân thổi. Liên dụ treo một tấm rèm lên giữa hắn và Phương Uyển Chi, giữa đó lại đâm hai lỗ thủng, ánh mắt nhìn nàng cũng càng ngày càng ít. Cái châm kia cũng đổi thành ngọc quan thường dùng. Bì bì nói, Phương Đại Cô Nương đừng đưa đồ tới nữa, ra nhà chúng ta không thích đâu thực ra hắn muốn nói là liên dụ không thích nàng trương khuôn mặt nịnh nọt như thế mỗi lúc phương uyển chi đến sẽ nói thỉnh an các lão đây là bình xứ gia phụ cố ý bảo ta đưa tới vân vân những việc hay lời nói như thế liên dụ nghe qua quá nhiều nhiều quá lại sinh chán ghét còn không êm tai bằng tiếng hét của tức phụ nhà trương tiểu nhị đầu thôn khi bị heo cắn nữa hắn có thể nhìn ra được phương uyển chi khác với cha của nàng nhưng nàng không nói Hắn cũng sẽ không hỏi, dù sao mỗi người đều có một cách sống, nàng thấy đó là cách sống của mình thì tùy vậy, không cần phải chán ghét nàng. Liêm các lão cực kỳ thích tự kiểm điểm, nhưng vận dụng lên thực tế lại không nhiều. Ví dụ như hắn tự nói, thanh danh của mình rất tệ, từ nay phải làm quan tốt. Nhưng lúc có chuyện, hắn lại không ngại tự đổ nước bận lên người mình. Cũng giống như chuyện của Phương Uyển Chi, trong lòng hắn hiểu nàng, cũng biết mỗi nhà mỗi cảnh nhưng vẫn bực bội với nàng vương thủ tài vẫn khốn khiếp như trước lúc tỉnh ngủ sẽ lại vươn móng lên cả bốn bức tường giờ không còn phương uyển chi quản giáo nó nữa nó liền coi trời bằng vung hôm nay không biết thế nào nó tự dưng lại thấy tấm rèm che giữa liên dụ và phương uyển chi khá là chướng mắt thế là móng vuốt vươn ra lợi dụng thân thể mập mạp của mình lăn một vòng rồi kéo soạt nó xuống sau khi tấm rèm bị kéo xuống bịt kín lên người nó nó còn quay vòng trên đất vươn móng ra cào loạn, cực kỳ giống một đứa thần kinh hư đầu hư óc. Liên dụ nhìn thấy, Phương Uyển Chi cũng nhìn thấy, cũng không làm gì. Người trước thì kệ nó, tùy nó chơi, người sau thì đang tính toán, rốt cục có nên đánh nó hay không. Hai ngày nay vì Phương Uyển Chi không đánh nó, Vương Thủ Tài càng trở nên lớn lối. Nó chui ra khỏi tấm rèm, chân sau nhún một cái nhảy lên bàn của Liên Dụ, móng chân dẫm vào bên trong nhiên mực, rồi lại nhảy lên người hắn, dính một đống dấu chân mực đen lên người. Phương Uyển Chi nhìn nhìn, lại nhìn, rồi không nhịn được đi thẳng tới chỗ nó. Liên Dụ vẫn làm bộ dạng mặc kệ kia, cúi đầu nhìn tấm áo bị dính mực thì quay lên nhìn Phương Uyển Chi một cái, thản nhiên nói, đừng ra tay mạnh quá đấy. Hiếm khi hắn nói chuyện với nàng, nhưng Phương Uyển Chi lại ôm mèo bất động. Nàng ngẩng đầu cười mỉm, cầm lấy khăn tay tỉ mỉ lau mấy móng chân dính mực rồi nói với Liên Dụ, sao có thể chứ liên thượng thư yêu mèo như vậy ta chỉ giúp nó lau thôi đâu thể bắt nạt nó được liên dụ không nói gì nữa đưa tay phải lên như muốn dọa con mèo bên cạnh rồi lại buông tay xuống môi hắn nhếch lên ngòi bút rơi trên bàn mực đen vương vãi hắn im lặng đứng dậy kéo phương uyển chi ném thẳng ra ngoài cửa bây giờ hắn có phần ghét nàng rồi cái đổ yên phận nhưng mà không lâu sau phượng uyển chi đã quay trở lại không phải từ ngoài cửa. cửa khóa rồi, nàng không vào được. cho nên nàng leo tường, nửa người treo trên thành tường, cười đến khó coi chết đi được. nàng nói các lão, ngài đừng nóng giận a, à, ngài thấy ta không vừa mắt chỗ nào, ta đổi có được không? vừa nói, vừa vẫy vẫy tay về phía hắn. ôi chao, ngài kéo giúp ta, nếu không ta ngã chết trong viện nhà ngài, có phải là suối quẩy không? liên dụ ngửa đầu nhìn phương uyển chi không ra không mặt đang đu trên tường đột nhiên lại thấy ủ rũ bởi vì bản thân hình như không có biện pháp nào với nàng cả lại một ngày không tính là hài hòa phương uyển chi lại tặng đồ cho liên dụ là sắp phải lụa tây vực có giá trị xa xỉ nàng lại dùng tay vào thành một cục cười nhăn nhó như giả bộ thẹn thùng đến gần hắn các lão nhìn xem có thích không ngay cả lướt mắt liên dụ cũng không thèm bước thẳng tới cây hòe đi dạo giờ phương uyển chi rất được rồi hắn không phái xe đi đón nàng nàng liền canh trên đường lúc hắn hạ chiều đón hắn trong một góc giữa đường lớn đầy bụi đất một cô nương ra xem như cũng biết cố kỵ ngồi xổm ở đó không dám lộ mặt trước người khác sau đó lại bất thình lình nhảy ra kéo lấy hắn suýt nữa bị hắn đập chết giữa đường thấy hắn không ra tay phương uyển chi còn cố tình muốn chết khóc lóc òm xòm đòi cùng hắn đi dự tiệc hôm nay sau khi lâm chiều Lưu Lễ có đến tìm hắn, nhiệt tình mời mọc hai vợ chồng son nhà họ đi ăn cơm. Vẻ mặt có phần kiêu ngạo, bởi vì trong số các hoàng tử đang kéo bè kéo cánh, cũng chỉ có hắn đã tận mắt nhìn thấy chính thê của Liên Dụ. Lưu Lễ cũng muốn nhân cơ hội này, lôi kéo hắn nhiều hơn. Bởi vì thái độ vô cùng kiên quyết đó, Liên Dụ đang muốn khước từ cũng không dễ dàng làm được. Càng nói càng hăng, Liên Dụ càng không thể từ chối. Phương Uyển Chi vẫn liên tục cầu nhau như cũ liên dụ dẫn nàng đến dưới gốc cây hòe nhìn chăm chăm tổ ong vò vẽ trên kia rồi đánh giá có nên chọc nó xuống rồi nhét mặt nàng vào không nhỉ phương uyển chi sớm muộn cũng phải lập gia đình tất nhiên nàng không thể lộ mặt trước lưu lễ được hắn có thể không sợ chết nói nhét mặt nàng vào vì sợ người ta nhận ra nàng nếu không tương lai bị nhận ra chỉ sợ là phiền toái không nhỏ liên dụ nghĩ như vậy nhưng lại vẫn thấy không thoải mái hắn cảm thấy tính tình Phương Uyển Chi thật xấu. Om sòm, mốc nghếch, thiếu tâm thiếu phổi, rất không thú vị. Cả ngày chỉ thích hỏi thăm mấy chuyện lặt vặt, gả cho người nào chính là gieo họa cho kẻ đó. Thấy nàng nhìn mình rồi bày ra vẻ nịnh ngọt, khen lấy khen để, hắn thấy mình nghĩ rất đúng, mặt mày càng lúc càng xấu đi, cổ tay lẳng lặng chuyển đến cây roi bên hông. Hắn nói cho nàng biết, đứng yên ở đây, để cho ông mật đến, cắn cho mặt cô thành nửa người nửa quỳ thì chúng ta mới đi được, yên tâm, ta có thuốc. Phương Uyển Chi nghe xong thì bộ dạng tươi cười cứng đờ trên mặt, trong lòng tự nhủ, ngài có thuốc thì tự dùng đi, nhìn bệnh tình của ngài cũng nguy kịch đến mức có thể cưỡi hạc về Tây rồi đấy. Nàng đương nhiên không thể nào đứng ngốc ở đó cho nó cắn, nhanh chóng nhảy ra phía sau lưng liên dụ. Sao đại nhân lại muốn cho ông cắn ta? Nếu ngài mà muốn, ta về nhà kéo cha ta ra, để nó cắn cha ta được không? Nàng thừa nhận, nàng không thích phương chính tình cảm phụ từ hai người không nhiều điều duy nhất để nhớ đến chỉ là hai mươi năm cơm no áo ấm nếu như liên dụ muốn thực sự nàng sẽ gọi phương chính ra phương uyển chi nói vậy liên các lão lại không có gì hào hứng mày nhíu chặt cắn ông ta làm gì ta đâu có mang ông ta đi ăn cơm phương uyển chi thế mới biết lần này là trần vương hẹn gặp hai người cùng nhau đứng dưới tàng cây nhìn tổ ong vò vẽ nhưng cuối cùng cũng không bị cắn, đó là nhờ bị bì mang tới một tấm mặt nạ da hưu. Thượng thư đại nhân, biến. Tô áng. chương 25, ăn cơm đi. Trần Vương lưu lễ trong bụng không có mấy thơ văn, nhìn bên ngoài thì có vẻ u mê đần độn rất dễ dàng thân cận. Bữa ăn hôm nay hắn cố ý chọn một nơi gần núi kế sông ở Kinh Giao. Nói rằng nơi đó rất tốt, hợp với tính tình của Lan Khanh, là một nơi mà văn nhân mặc khách rất thích, ngắm hoa xem nước vô cùng thi vị. Thực ra là vì lưu lễ không muốn mấy người trong cung biết được, có khi còn chạy tới tham gia náo nhiệt. Xe ngựa lảo đảo đi về phía trước, lại còn đi đường rừng, qua mấy vùng đất trống còn nghe thấy tiếng đập thóc. Phương Uyển chi ngồi nghiêm chỉnh trên xe, có cảm giác như được đưa vào núi làm con dâu nuôi từ bé cho người ta. Liên dụ yên lặng đưa cho nàng một tờ giấy, trên đó có đề tên thê tử của hắn, nhà ở đâu, tên thân sinh phụ mẫu trên giấy còn viết tất cả là do ông nội hắn chọn lựa hôn sự này cũng là do ông định phương uyển chi bĩu môi hiểu là liên dụ không muốn nói chuyện với nàng bằng không có hai câu này hai người ngồi song song với nhau cần gì phải đưa giấy liên các lão không muốn mở miệng phương đại cô nương cũng không thèm để ý chỉ cái tên trên tay rồi rất khiêm tốn hỏi thê tử của ngài tên là liễu chi chi nhạc phụ là vương phú phú nhạc mẫu là lỗ điều điều ba người trong nhà là ba họ à? liên dụ liền ngẩn người một lúc, sau đó nhận lấy tờ giấy xoát xoát vài nét bút sửa vương phú phú thành liễu phú phú. nãy viết bừa không để ý. phương uyển chi cố gắng không để khóe miệng co rút. cái kia, phu nhân của ngài tính tình như thế nào? trên này không có viết, ngài nói đơn giản hai câu đi, để tránh ta để lộ trước mặt vương gia. trên mặt liên dụ liền mờ mịt, phu nhân của hắn tính tình thế nào sao hắn biết được? hắn đã có phu nhân đâu. Liên dụ ôm vương tủ tài trong lòng, dịch ra bên cạnh cửa sổ xe, như thể không để ý đến nàng, nhìn lên nhìn xuống một lúc rồi nói, như cô vậy. Rồi lại như sợ Phương Uyển Chi không hiểu, một lát sau lại nói tiếp. Hay khóc lóc om sòm vờ chết như thế. Phương Uyển Chi muốn nói lại thôi, hít một hơi thật sâu. Nàng thỉnh thoảng mới khóc, cũng rất ít khi giả bộ đòi chết, là một thiên kim phú thương, nàng rất coi trọng đức hạnh đó hơn nữa nàng khóc lóc vờ chết là vì ai ép ra chứ nếu như là lúc bình thường nàng nhất định sẽ cãi nhau với hắn chỉ là kể từ khi biết được thân phận của liên dụ nàng rất ít khi chống đối lại hắn liên dụ thấy phương uyển chi ngậm quả đắng thì vô cùng sung sướng sờ loạn lỗ tai của vương thủ tài còn hừ khẽ giọng hắn vốn rất dễ nghe dầm gì trong cổ họng nhưng lại trầm thấp vui tai ấy thế mà lọt vào tai phương đại cô nương cũng không thấy hay ho chút nào cho nên nàng nhích lại gần liên dụ, rất vâng lời nói. Đại nhân, vậy ta phải gọi ngài thế nào đây? Gọi thẳng tên có phải không có thể thống không? Liên đại nhân phun một ngụm trà ra ngoài, không lên tiếng. Phương Uyển Chi nói vô cùng tự nhiên. Gọi phu quân hình như cũng không tốt lắm đâu. Quá sức khách khí, tướng công cũng không nên, hơi quái dị, hay là gia chủ. Nàng bỗng nhiên cất cao giọng. Khụ, ngay cả tiên tử nước chảy mây trôi như hắn cũng sạc một ngụm nước trà. Hắn cho mày hắng giọng hai cái, còn chưa kịp nói gì, thì thấy Phương Uyển Chi đã hồng cả mặt, thẹn thùng vặn xoắn cả ngón tay, liên dụ mím môi cười khẽ. Gia chủ giống với cường đạo quá, ta hay đọc thoại bản, thấy người ta gọi là tiểu tâm can, tâm can nhi rất nhiều. Nhưng tục khí quá, hay ta gọi ngài là tiểu các các, lanh lành, dễ đọc, lại đáng yêu tiểu các các đáng yêu giờ không ho khan nữa, trực tiếp vén rèm xe lên đi ra ngoài ngồi với Bỉ bì, bì. Hắn xếp bằng yên lặng ngồi bên ngoài, gió lớn thổi bay tả áo. Ba chữ tiểu các các này đúng là mạo phạm bản thân mình hết sức, một canh giờ tiếp theo cũng không để ý đến phương uyển chi. Lần này lưu lễ chọn một nơi khá vắng vẻ, đừng nói tới mấy vị trong cung kia, ngay cả hắn cũng suýt chút nữa không tìm ra nơi đó. Lượn mấy vòng quanh đỉnh núi, hắn tìm được một nông gia rồi hỏi quán hồi hương. Chỗ này rất ít người biết đến, nhưng tới rồi lại sẽ lưu luyến nơi này. Đây là quán cơm chứ không phải tiểu lâu, là một viện xá đàng hoàng, bình thường chỉ có ít khách nhân, ngồi mấy bàn, tán gỗ ồn ào náo nhiệt. Khách quý đến đây thì được phục vụ trong viện riêng, tất cả đều bày trong tiểu viện đó, đồ ăn theo kiểu dân dã thôn quê, có chim chỉ, có cá, rau dại, đều là món ăn hàng ngày của dân chúng địa phương, còn đối với các quan lão gai môn trong kinh thành lại có phần mới mẻ. Cho nên vị trí này mặc dù xa xôi, nhưng cũng kiếm được không ít lời. Lưu lễ mở tiệc chiêu đãi liên dụ, đương nhiên là bao hết cả viện. Sân lớn trống trải, nói chuyện cũng nghe được tiếng vang. Bên trong nhà bếp khói tỏa ra, mùi thơm phảng phất, mấy người vừa vào cũng tự nhiên thấy đói. Một cái bàn to đặt đầy thức ăn ngon. Đầu tiên liên dụ khách khí vài câu với Trần Vương, qua lại một lúc, khách khí đủ rồi thì bắt đầu làm việc của mình. Lưu lễ nhìn hắn đầu tiên là hỏi trưởng quỹ một cái ghế dựa cao chân, sau đó đặt một cái nệm êm lên, thử hai cái thấy thoải mái thì mới đặt con mèo trong lòng vào đó. Con mèo kia thật mập, khuôn mặt cũng trở nên béo tròn. Hai bàn chân trước đứng thẳng, ngồi vững vàng trên ghế nệm. Liên dụ cầm một cái chén đất khá cũ kỹ từ tay bì bì, hai tròng mắt của lưu lễ trừng ra hồi lâu, phát hiện đây là đồ sứ thời đông tấn nguyên thủy tên này lại dùng để cho mèo ăn con mèo kia nhìn cái chén một lúc rồi vươn người đưa tay đè lên cái chén vỡ kêu meo meo muốn ăn cơm mọi người trên bàn còn chưa ăn đâu nó lại muốn ăn trước lưu lễ không nói một tiếng nào thấy liên dụ phu nhân bước vài bước qua gõ vài cái lên đầu con mèo nghiêm nghị trách cứ nhìn hai ngày nay mày lên mặt quá nhỉ đợi lát nữa mới được ăn nàng đã muốn thu thập nó từ sớm cuối cùng hôm nay cũng có cơ hội rồi những thứ không nói khác bắt vương thủ tài lại thu thập nó thì chắc chắn phải làm dường như vương thủ tài muốn điên rồi nó trợn tròn đôi mắt mèo bày ra tư thế muốn nhào lên dương nành múa vuốt meo meo hai tiếng lại meo meo thêm hai tiếng nữa nhìn vô cùng lợi hại phương uyển chi lại vỗ một cái đừng có mà kiêu căng phương uyển chi từng đánh nó nó cũng biết sợ ánh mắt tha thiết mong chờ nhìn cha mình xin sỏ. Liên dụ liền ôm nó vào trong ngực, vừa ôm vừa xoa. Nhìn ta làm gì, ta cũng sợ nàng. Phương Uyển chi nghĩ, liên dụ đúng là yêu tinh, rõ ràng cũng muốn dạy dỗ vương thủ tài, nhưng lần nào cũng đều mượn tay nàng cả, hắn sẽ là người hiền lành. Nhìn vương thủ tài chán ghét hắn mà xem, nó cũng không phải là mèo ngốc đâu. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn